Kính chào bà con và quý khán giả. Thời điểm bước sang năm mới, Tết dương lịch chỉ còn đếm bằng giờ. Năm mới với niềm hy vọng mới, bản tin 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con nông dân trên tất cả lĩnh vực nông nghiệp. Từ giá cả nông sản biến động, các mô hình sản xuất hiệu quả thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao từ các tỉnh miền Tây cho đến các tỉnh ở Tây Nguyên. Trong đó Lâm Đồng là tỉnh đi đầu phát triển công nghệ cao với nhiều mô hình nông nghiệp liên kết chuỗi hiện đại tăng thu nhập. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ mang đến cho bà con không khí sản xuất của bà con ở khắp nơi. Mời bà con và các khán giả cùng điểm qua thông tin hôm nay cùng chúng tôi. Giá trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, có loại tăng gấp đôi so với tháng trước. Trái cây trưng Tết độc lạ ở Hậu Giang sẵn sàng đón khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Đà Lạt Hasfarm là doanh nghiệp điển hình thành công liên kết sản xuất qua công nghệ cao hàng chục hecta với nông dân Lâm Đồng. Thu nhập của nông dân Đà Lạt tăng cao 50 triệu đồng một hecta nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại. Kính thưa bà con và quý khán giả, niềm vui giá trái cây tăng trong dịp cuối năm đang mang lại sự vui tươi phấn khởi cho bà con nhà vườn ở miền Tây. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm trước, chúng tôi đã có thông tin giá thanh long tăng 40.000 đồng một ký đối với thanh long ruột đỏ, gấp 3 đến 4 lần so với tháng 10. Hiện nay thì không chỉ thanh long mà giá nhiều loại trái cây ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang tăng mạnh. Và đó là những loại trái cây mà trước đó đã từng rớt giá. Chúng tôi cũng đã thông tin đó là bưởi da xanh, sầu riêng, và dự báo từ nay cho đến Tết Nguyên Đán trái cây sẽ tiêu thụ rất là mạnh và có thể sẽ thiếu hàng. Mời bà con cập nhật thông tin giá trái cây do ban biên tập chúng tôi tổng hợp. Tại tỉnh Bến Tre, trái bưởi da xanh ở mức 40.000 đồng đến 45.000 đồng một ký, tăng 10% so với tuần trước. Trái sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang từ 30.000 đồng một ký tăng lên 60.000 đồng một ký. Vú sữa lò rèn gần 50.000 đồng một ký, tăng gấp 2 lần so với tuần trước. Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang ở mức hơn 80.000 đồng một ký nhưng rất hiếm hàng. Từ những loại trái cây bình thường thôi, nhà vườn ở miền Tây rất là sáng tạo và tạo ra những sản phẩm độc lạ để bán Tết như là bưởi hồ lô, dưa hấu hồ lô hay là đu đủ vàng in chữ. Và năm nay thì bà con lại tiếp tục làm các cái mẫu như là bưởi hồ lô Tài Lộc, đu đủ Thư Pháp, đu đủ vàng, đào tiên hồ lô hay là dưa hấu hồ lô. Mặc dù chỉ bán đắt vào dịp Tết nhưng mà số tiền thu về là rất lớn. Bởi vì chị Cục Dư cũng biết đó, trái bưởi của mình bình thường chỉ bán được với giá vài chục ngàn đồng thôi. Tạo hình hồ lô thì bán được cả triệu đồng một cặp. Giá trị cao nên cứ Tết là ở khu vực miền Tây thì chúng ta lại bắt gặp không khí chuẩn bị trái cây trưng Tết của bà con nhà vườn rất là hồ hởi. Trong số các tỉnh miền Tây thì Hậu Giang có số lượng trái cây tạo hình đáng kể. Bây giờ mời bà con cùng xem thông tin từ ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Châu Thành, nhà vườn trên địa bàn đang chuẩn bị các loại trái cây tạo hình, sản phẩm độc đáo để phục vụ nhu cầu trưng bày dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Nhiều nhà vườn cho biết, điểm thuận lợi của năm nay là ít dịch bệnh trên cây ăn trái, dứt mưa sớm, thời tiết lúc này không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất trái cây tạo hình. Tuy vậy, do diện tích bưởi bị lão quá nhiều nên một số hộ chuyên sản xuất trái cây tạo hình khó tìm những vườn đạt tiêu chuẩn. Có hộ phải tìm vườn bưởi có tuổi đời phù hợp ở những vùng khác để đạt hiệu quả, nguồn cung đạt yêu cầu chất lượng. Dự kiến năm nay có trên 800 trái bưởi tạo hình, khoảng 300 sản phẩm dưa hấu hồ lô, 900 trái đu đủ Thư Pháp, trên 62 tấn đu đủ vàng phục vụ thị trường Tết. Tạo hình trái cây, nhà vườn còn tạo hình kiển tắc. Và tắc kiển tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trở nên sôi động và nhộn nhịp mấy ngày nay. Mỗi ngày thì nơi đây đón hàng chục thương lái từ các địa phương khác đến đặt mua tắc kiển để mà bán Tết. Theo một nông dân ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, vườn hoa Tết này trồng 650 cây tắc kiển để bán, thì cây được trồng từ tháng 2 năm 2018. Hiện tại đã bắt đầu cho trái và đạt chiều cao từ 1m1 đến 1m2. Năm nay do đầu tư chăm sóc nên vườn tắc kiển ra trái đúng dịp Tết. Mấy ngày qua, nhiều thương lái ở các nơi đã đến đặt hỏi mua trước với số lượng lớn. Theo nhiều nông dân, năm nay thương lái đến đặt mua sớm hơn mọi năm. Tuy nhiên bà con vẫn chưa bán vì theo nhiều người, năm nay nước lũ cao hơn mọi năm nên một số vườn tắc kiển bị ngập nước, dự báo cung không đủ cầu. Cũng theo nhiều nông dân, năm nay chi phí đầu tư cao hơn năm trước nên dự kiến giá bán cao hơn năm ngoái khoảng 20%, tức từ 300 đến 350.000 đồng một cây, đổ chế tác đẹp và cho nhiều trái. Lễ Tết là dịp đi chơi nghỉ dưỡng, vì vậy du khách cũng rất là đắn đo lựa chọn địa điểm du lịch phù hợp với sở thích của mình. Nếu như chị Ngọc Như có dịp đi chơi nghỉ dưỡng trong dịp Tết dương lịch này thì chị sẽ đi nơi nào? Thời gian nghỉ Tết thì được 4 ngày lần. Đây là điều kiện rất là thích hợp để cho chúng ta đi du lịch với gia đình và bạn bè. Nếu như thời điểm này thì tôi lại thích tìm hiểu các mô hình du lịch canh nông. Bởi vì mô hình này cũng là một cái xu hướng du lịch mà nông dân trực tiếp tham gia. Chúng ta sẽ tìm về những thứ mộc mạc chân quê qua những hình ảnh người nông dân lao động sản xuất. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho chị Ngọc Như và quý khán giả một địa điểm du lịch ở miền Tây. Thời điểm này, các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tất bật sửa sang để đón khách. Ghi nhận tại 4 xã Cù Lao của huyện Long Hồ, nơi có lượng khách du lịch đông nhất của tỉnh Vĩnh Long. Vào thời điểm này, ông Phạm Ngọc Chánh, chủ điểm du lịch sinh thái Bibo rất phấn khởi vì hầu hết các loại trái cây vườn nhà ông cho trái chín rộ đúng vào dịp Tết dương lịch 2019. Hiện tại ông đang tích cực quét dọn, chỉnh trang cảnh quan để đón khách vào dịp Tết này. Tết là 3 ngày đó để cho khách tới đây tham quan và tự bẻ trái cây ăn. Năm nay thì trái nó rất tốt. Nhờ có lợi thế vườn cây ăn trái, địa hình sông nước đẹp, mát mẻ, thích hợp cho du khách tham quan nghỉ dưỡng và thưởng thức trái cây cũng như những món ăn đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nên vào dịp Tết này, các điểm du lịch tại các xã Cù Lao của huyện Đông Hồ thu hút rất nhiều du khách. Hiện tại, một số điểm du lịch đang đầu tư mới cơ sở vật chất và chỉnh trang tu sửa cơ sở vật chất hiện có cho bắt mắt, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước nhân dịp Tết dương lịch. Theo dự đoán của ngành chức năng và chủ các cơ sở du lịch, dịp Tết dương lịch năm nay lượng khách đến tham quan và sử dụng dịch vụ du lịch sinh thái tại các xã Cù Lao thuộc huyện Đông Hồ sẽ tăng hơn so với mọi năm. Hiện giá cua biển tăng do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và nhu cầu cua biển từ thị trường nội địa đang tăng lên, cũng là một thông tin vui cho bà con trong dịp cuối năm. Thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá cua biển tại Cà Mau tăng trong 10 ngày giữa tháng 12 năm nay. Hiện giá cua gạch đạt mức xấp xỉ 300.000 đồng một ký, tăng 60.000 đồng một ký so với đầu tháng. Cua y các loại cũng tăng vài chục ngàn đồng một ký, dao động trên dưới 200.000 đồng một ký. Được biết, từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 12 năm nay, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017. Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Kính thưa bà con, Lâm Đồng đang mở rộng diện tích sản xuất công nghệ cao giúp cho nông dân nâng cao thu nhập. Hiện nay, diện tích canh tác hoa công nghệ cao tại Lâm Đồng chiếm đến hơn 90%, đạt 3.800 hectare trong tổng số là 4.021 hectare. Sản lượng ước đạt trên 3 tỷ cành, trong đó thì thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực của tỉnh. Cơ cấu chủng loại hoa gồm có cúc, hồng và lệ ơn là 3 loại hoa chiếm diện tích nhiều nhất. Nhóm hoa đồng tiền, cẩm chướng, lily, cát tường số lượng ít hơn. Để có được những giống hoa chất lượng, địa phương đã nhập khẩu hàng chục loại từ các nước về trồng. Một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm trong sản xuất và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó là giống cây trồng. Tuy nhiên, các loại giống cây trồng sản xuất tại địa phương không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, đặc biệt là các giống hoa. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng năm, có từ 20 đến 30 công ty trong và ngoài tỉnh nhập khẩu hơn 40 loại giống hoa đảm bảo chất lượng từ các nước trên thế giới về, trực tiếp gieo trồng và cung cấp cho nông dân địa phương sử dụng. Các giống hoa nhập khẩu về Lâm Đồng năm 2018 gồm 44 loại. Các nước nhập khẩu: Hà Lan, Pháp, New Zealand, Chile, Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Ấn Độ, Ý, Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha. Một trong những yếu tố giúp nông dân trồng hoa thành công, bên cạnh tìm những giống chất lượng thì việc liên kết với các công ty doanh nghiệp để sản xuất cũng rất là quan trọng. Công ty Đà Lạt Hasfarm cho biết, công ty này đang tiếp tục xây dựng hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân Đà Lạt và các vùng phụ cận để chủ động nguồn nguyên liệu, các loại hoa, các cành đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Đến nay thì công ty đang liên kết với 178 hộ với diện tích hơn 32 ha, chủ yếu là trồng hoa cúc và cẩm chướng. Được biết, tham gia liên kết với công ty Đà Lạt Hasfarm, người nông dân trồng hoa nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, không để dịch bệnh xảy ra trên các loại hoa và đảm bảo trên 90% sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu của công ty. Chị Ngọc Như có thích hoa đồng tiền không? Dân và hoa đồng tiền như thế này thì rất là đẹp và chúng cũng có rất là nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn. Loài hoa này thì tượng trưng cho hạnh phúc, nó mang một ý nghĩa về vẻ đẹp và sự diệu kỳ, nó mang đến cho chúng ta sự vui tươi và vui vẻ. Vì vậy mà hoa đồng tiền hiện nay được bán khá là chạy trên thị trường và mỗi xuất hoa thì anh Minh Thiện thấy đó đều có bán hoa đồng tiền hết. Nhà vườn vì thế mà cũng có đầu ra rất là thuận lợi. Đồng tiền là một giống hoa ngoại nhập và hiện tại thì nó đang mang lại nguồn thu nhập rất là cao cho bà con nhà vườn ở Lâm Đồng. Mời bà con và các khán giả cùng xem phóng sự về mô hình trồng hoa đồng tiền được phóng viên ghi nhận được. Vốn là địa bàn chuyên các loại cây công nghiệp dài ngày như bơ, chè, cà phê. Tuy nhiên, một số nông dân ở huyện Bảo Lâm có diện tích ít lại chọn cách trồng các loại cây ngắn ngày để nâng cao thu nhập. 8 năm trước, anh Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ở thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đưa cây đồng tiền về trồng thử nghiệm tại địa phương. Kết quả sau 8 năm, từ 500 m2, anh đã nhân lên 2 sào hoa với thu nhập ổn định. Mình thấy cái cây hoa đồng tiền nó phù hợp với lại đất đai và thổ nhưỡng ở Bảo Lâm, thì mình có ý tưởng là sử dụng hệ thống nhà lưới nhà kính, mình làm được nó hiệu quả hơn cây cà phê. Với giá bán bông đồng tiền ở tại thành phố Bảo Lộc thì năng suất cũng như là chất lượng thì có thể thua kém ở Đà Lạt hơn một chút. Còn về thu nhập thì nó cao hơn cây cà phê và cây chè từ khoảng 7 đến 8 lần. Hiện ở Lộc An đã thành lập tổ hợp tác sản xuất hoa đồng tiền nhằm đẩy mạnh liên kết và tìm đầu ra hiệu quả hơn. Với tổng diện tích của 4 hộ thành viên là hơn 7 sào, đây là một trong các mô hình đang được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ về nguồn giống và một phần chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bây giờ là chỉ để kêu gọi cuộc vận động của ngân hàng chính sách nhà nước là có nguồn vốn để giải quyết việc làm, là cho bà con vay để xây dựng cái nhà kính nhà lưới này với lãi suất rất thấp là 0,5% cả năm, đó là được 50 triệu, đó là phương hướng giải quyết việc làm. Mà sắp tới đây thì cũng kiến nghị với ngân hàng nhà nước cũng hỗ trợ thêm là mức lãi suất thấp hơn nữa và cái nguồn vốn nó cao hơn nữa, cũng kiến nghị lên cấp trên rồi. Đầu ra của hoa đồng tiền ở vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm đang khá ổn định, chủ yếu cung cấp cho các shop hoa quanh vùng. Giá hoa dao động từ 1.000 đến 1.500 một cành. Với 2 sào hoa đồng tiền hiện có đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Tuấn khoảng 30 triệu đồng một tháng. Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông có hỗ trợ là dự án làm tổ hợp tác hoa đồng tiền ở xã Lộc An, thì có hỗ trợ là giống, cây giống và phân thuốc cho các nông hộ trong tổ hợp tác. Việc người dân đưa hoa đồng tiền vào trồng là hướng đi đúng đắn để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, đây là mô hình mới đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên trồng tự phát, ồ ạt, và việc liên kết để sản xuất là điều cần thiết để giúp người nông dân phát triển bền vững loại cây trồng này. Nhờ chọn được mô hình sản xuất hiệu quả và các doanh nghiệp cũng đã chủ động hơn trong liên kết với nông dân, nên thu nhập trên một diện tích sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng đã tăng lên rõ thấy. Theo thống kê, thu nhập từ qua công nghệ cao đạt 900 triệu đồng một hectare và rau cao cấp thì đạt 730 triệu đồng một hectare, riêng chè cành chất lượng cao thì đạt 370 triệu đồng một năm và cà phê công nghệ cao cũng đạt 230 triệu đồng một năm. Riêng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết giá trị bình quân đất canh tác trên địa bàn Đà Lạt trong năm 2018 đã tăng bình quân 50 triệu đồng một hectare so với năm 2017. Nhờ đẩy mạnh chương trình nông nghiệp công nghệ cao, đến nay diện tích đất canh tác có ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn đạt 5.970 hectare, tăng 477 hectare so với cuối năm 2017, chiếm 56,8% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Không sản xuất manh mún nhỏ lẻ mà tập trung vào chất lượng, hướng đến bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đó là mục tiêu và là xu hướng phát triển bền vững cho nông dân, không chỉ ở Lâm Đồng mà cả ngành nông nghiệp Việt Nam. Và bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.